Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Qua 5 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông trên toàn quốc, ga Thanh Hóa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho hành khách đi tàu. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ giảm giá vé tàu đối với học sinh, sinh viên nhập học mùa thi năm 2020 và thân nhân cùng đi. Theo đó sẽ giảm 10% giá vé cùng thời điểm đối với học sinh đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đi thi và nhập học các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và thân nhân cùng đi. Cụ thể, với mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi, học sinh được mua một vé giảm giá và được mua thêm một vé giảm giá cho thân nhân đi cùng nếu có, cho một lượt đi và một lượt về. Riêng với giấy báo nhập học, học sinh được mua một vé giảm giá cho một lượt đi và được mua thêm một vé giảm giá cho thân nhân đi cùng nếu có. Trong 5 ngày đầu thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 1.412 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 7 trường hợp bị phát hiện dương tính với ma túy. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc qua quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện 10 trường hợp người điều khiển xe tải, 47 xe con, 1.347 xe mô tô, 6 xe đạp máy vi phạm về nồng độ cồn. Đáng chú ý, có 7 lái xe bị phát hiện dương tính với ma túy. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tước 1.157 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.412 phương tiện các loại. Theo clip cho thấy, xe được quyền ưu tiên đang trên đường làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai đã phát tín hiệu còi đèn yêu cầu lái xe tải biển số 88C16990 nhường đường. Tuy nhiên, lái xe tải không chấp hành, không nhường đường trên một đoạn đường dài. Theo nghị định số 100, hành vi này của lái xe sẽ bị xử phạt 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Qua việc xử phạt đối với lái xe tải là bài học cảnh tỉnh cho các lái xe cần hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ga Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực phòng chống dịch COVID-19 cho hành khách đi tàu. Mặc dù ngành đường sắt đã cho dừng một số chuyến tàu theo chỉ đạo của chính phủ do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên, theo ghi nhận tại ga Thanh Hóa, số lượng hành khách đi tàu vẫn khá đông. Để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, ga Thanh Hóa đã lên kế hoạch tuyên truyền bằng loa phát thanh cho hành khách đi tàu tuân thủ nghiêm các quy trình phòng chống dịch. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho người dân khi đi tàu thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, xịt tay kháng khuẩn trước khi đi vào khu vực phòng chờ, nhà ga và khi lên tàu. Đặc biệt, nhà ga đã bố trí nhân viên bảo vệ, nhắc nhở mọi người tuân thủ nghiêm quy định bắt buộc đeo khẩu trang và thực hiện đo thân nhiệt. Nếu phát hiện trường hợp sốt, khó thở, sẽ kịp thời báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để không lây lan dịch bệnh cho mọi người xung quanh. Xác định cái đợt 2 phòng chống dịch COVID là đòi hỏi sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị cũng như là của các ban ngành, và đặc biệt ở ga Thanh Hóa là một nơi thường xuyên tập trung đông người, hành khách đi tàu tương đối đông. Xác định cái mức độ quan trọng, lãnh đạo ga cũng như lãnh đạo các đơn vị trong liên hệ ông khu ga đã bám sát cái sự chỉ đạo của các cấp, đặc biệt của ngành giao thông vận tải, của ủy ban dân tỉnh và địa phương, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Ủy ban dân tỉnh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tất cả các hành khách đi tàu đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch, đồng thời thực hiện chỉ thị số 22 của Ủy ban dân tỉnh về việc cài đặt phần mềm Bluezone, ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Ga Thanh Hóa đang triển khai cho toàn thể nhân viên và hành khách có mặt tại ga cài đặt để tự bảo vệ bản thân và mọi người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia. Tính mạng con người là trên hết, đã uống rượu bia không lái xe.